bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiền đường là đạo tràng tuyển Phật. Người dụng công ở thiền đường có thể coi như đang dự một cuộc khảo thí, khảo xem ai là người được quả vị Phật. Làm sao để được trúng tuyển? Cốt yếu là họ phải đạt được trạng thái bên trong không thân tâm, bên ngoài không thế giới. Hay nói cách khác, đây là cảnh giới. Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không nhận biết có mùi. Ai có được công phu này sẽ có hy vọng trúng tuyển. Tại sao nhìn mà cho là không thấy? Bởi có sự hồi quang phản chiếu để xét chính mình. Tại sao nghe mà nói là không hay? Bởi đã phản văn văn tự kỷ, tức là vì đã xoay ngược cái nghe để nghe là chính mình. Tại sao nói là ngửi mà không nhận biết có mùi? Bởi vì đã thâu nhiếp thân tâm nên mùi vị không làm cho dính mắt. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà âm thanh không đến trong tâm trí. Mũi ngửi mùi hương mà không nhận ra hương, lưỡi nếm mà vô vị, thân xúc chạm mà không có cảm giác, ý có pháp trần mà không dính pháp. Tới được cảnh giới này mới có hy vọng trúng tuyển thành Phật. Chỉ khi nào trong lò lửa mà sắc vẫn xanh tươi, tức là lô hỏa thuần thanh, hay là chân đứng trên đỉnh cao chớp núi, hay tại đầu sào trăm thước, mà nhảy tới chừng đó mới có hy vọng. Bởi vậy, trong chốn thiên đường, chúng ta không thể bỏ phí thời gian. Cổ nhân đã từng nói, một tấc thời gian, một tấc vàng không đổi tấc thời gian, vàng mất rồi thì còn kiếm được thời gian để mất biết đâu tiền. Chúng ta phải nắm lấy thời cơ, cố gắng dụng công tu hành. Pháp tu thì có nhiều, duy có pháp tham thiền là cao siêu hơn cả. Trong pháp môn này nếu dụng công cho tới mức độ chín mùi, thì có thể là một cuộc xoay chuyển hoàn toàn, có thể bội trần hiệp giác, nghĩa là bỏ trần cấu trở về với giác ngộ và được trúng tuyển thành Phật. Bồ Tát có thể xả bỏ ngoại tài gồm có xứ sở, thành thị, vợ con, vân vân. Bên trong thân thể Bồ Tát còn có thể xả bỏ nội tài gồm có đầu, mắt, não, tủy, vân vân, chỉ một lòng quan tâm đến và giúp đỡ cho chúng sanh. Bồ Tát có thể bố thí mọi thứ mà không hề tiếc rẻ. Nếu được trang bị với một thái độ như vậy thì tại trường tuyển Phật, quý vị mới có hy vọng được trúng tuyển. Quý vị nên biết rằng đây là sự tuyển chọn của chư Phật tuyệt đối công minh, không thể nhờ cậy vào sự cầu may, mà phải nhờ vào công phu chân thật của chính mình mới được. Phật tuyển lựa Phật, chẳng phải ma lựa chọn Phật. Nhưng ma giúp Phật, Phật thì trực tiếp giáo hóa chúng sanh, còn ma thì gián tiếp dạy bảo chúng sanh. Ma giáo hóa bằng mặt trái, thúc đẩy chúng ta phát đài nguyện lực, giúp chúng ta nỗ lực tu hành, cho nên ma chính là khuôn mặt khác của thiền tri thức. Bởi vậy tôi thường nói, ma mài dũa đường đạo, chân đạo mới có ma, càng mài thì càng sáng càng thêm mài. Mài như tăng trong sáng, giữa trời chiếu quần ma, ánh sáng chiếu tan ma, bổn lai Phật xuất hiện. Vì thế chúng ta không nên đối xử với ma như một kẻ thù, mà coi ma như một thiện tri thức. Nếu chúng ta biết quán ma là thiện tri thức, thì chúng ta sẽ được an tâm và thoát khỏi phiền não. Ví dụ có người nói xấu ta, người đó chính là thiện tri thức của ta. Một việc ta làm đúng, nhưng các người lại bảo ta làm sai. Ta lại càng cố gắng làm cho đúng thêm một bước nữa, như câu nói, tới đầu sào trăm thước còn dấn thêm một bước nữa. Thấy được lỗi của ta, người đó là thầy ta. Chúng ta phải coi người nào kiếm ra lỗi lầm của mình, người đó chính là thầy của mình. Chúng ta phải tạ ơn người ấy, chứ không được coi y như là kẻ thù. Chư Phật không hồ đồ như chúng ta, do đó nếu chúng ta cứ mang mãi cái diện mạo giả dối, thì không bao giờ có thể được tuyển lựa thành Phật. Chúng ta phải chân thành cầu cái chân thật, đó chân thật còn phải chân thật hơn, phải chân, 7 lần chân mới mong được tuyển chọn. Đó là thất chân bát chánh. Trong thiền thất 7 ngày phải chân thật tu hành đến ngày thứ 8 là cải tà quy chánh. Tới lúc đó bao nhiêu tập khí xấu cùng một lượt được quét sạch để tới chỗ tịnh khiết hoàn toàn. Hòa thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说